Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Ngoài Nam Trường, Phi Nhung, ca sĩ Hồ Việt chúng cũng từng hát sự kiện của công ty địa ốc Gạ Lì Bảy Bạ. Ngày 18 tháng 9, hàng trăm chiến sĩ công an phong tỏa và khám xét công ty cổ phần địa ốc Gạ Lì Bảy Bạ có trụ sở tại Thủ Đức và Bình Thạnh gây xôn xao dư luận. Hai lãnh đạo của công ty này đã được đưa về trụ sở công an. Trước đó, công ty cổ phần địa ốc Gạ Lì Bảy Bạ từng tốn nhiều báo mực của truyền thông vì những sai phạm trong kinh doanh bất động sản. Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện mở bán của công ty này như Lan Trường, Phi Nhung, MC Thanh Bạch cũng bị dư luận lên án. Hồ Việt Trung bức xúc vì từng bị địa ốc Gạ Lì Bảy Bạ dùng hình ảnh quảng cáo dù không được mời. Trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Hồ Việt Trung cho biết anh khá bức xúc vì từng bị công ty cổ phần địa ốc Gạ Lì Bảy Bạ lấy tên quảng cáo trên poster dù không được mời. Khi tôi đăng sự việc này lên trang cá nhân thì nhân viên của công ty Gạ Lì Bảy Bạ tràn qua fan của tôi dùng nhiều lời lẽ xúc phạm không ra gì, anh kể. Cách đây một năm, Hồ Việt Trung được công ty cổ phần địa ốc Gạ Lì Bảy Bạ mời biểu diễn tại một sự kiện của công ty. Giọng ca Đừng Giận Anh Nhé hát hai ca khúc rồi ra về, ngoài ra không làm gì khác. Lúc đó tôi thấy chương trình cũng lớn nên đồng ý tham gia. Họ cũng trả cát xê đầy đủ, đàng hoàng, Hồ Việt Trung bộc bạch. Về sau, khi thấy nhiều thông tin sai phạm của địa ốc Gạ Lì Bảy Bạ được báo giới liên tục phản ánh, Hồ Việt Trung khá bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng, nghệ sĩ cần có trách nhiệm về hình ảnh và uy tín của mình khi tham gia hay xuất hiện bất cứ sự kiện gì, nhất là các chương trình về thương mại. Về điều này, Hồ Việt Trung thẳng thắn, tôi không hiểu mình phải chịu trách nhiệm gì. Xong bài hát thì xong công việc. Người ta mời tôi tới phục vụ văn nghệ, chứ không phải quảng bá sản phẩm. Với lại khi họ mời show, tôi cũng tìm hiểu về họ, thấy không vấn đề gì nên đồng ý tham gia. Ngoài Hồ Việt Trung, Phạm Trường và Lâm Chấn Khang cũng bị Gạ Lì Bảy Bạ dùng hình ảnh trái phép trên poster. Trước đó, phía Đan Trường cho biết nam ca sĩ nhận lời biểu diễn cho địa ốc vì có một người hâm mộ đang làm việc tại đây. Công ty họ làm việc uy tín, thanh toán cát xê đầy đủ nên chúng tôi không phân vân gì. Còn việc họ có hoạt động sai phạm thì tôi không nắm hết được, chỉ thấy đến sự kiện hát góp vui cho công nhân viên, khách mời là hoàn thành nhiệm vụ rồi, quản lý Đan Trường chia sẻ. Đan Trường và Phi Nhung từng hát cho sự kiện của công ty Gạ Lì Bảy Bạ. Trong khi đó, ca sĩ Phi Nhung cho hay cô không biết gì về công ty Gạ Lì Bảy Bạ mà chỉ đi hát theo lịch của quản lý. Phía Phi Nhung cho rằng việc ca sĩ đi hát phải nói lời giới thiệu hay chúc công ty thành công trong tương lai là phép lịch sự tối thiểu, không thể nói là tiếp tay cho hoạt động của họ. Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của khán giả, MC Thanh Bạch lên tiếng: "Tôi chỉ giới thiệu đại biểu, ca sĩ, nhóm mua chứ không có lời giới thiệu nào về công ty." Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.